Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái con xe đẩy hàng đi theo để đẩy hàng. Con này thì rất là phù hợp với lại xe vận chuyển ở trong công trường, trong nhà xưởng. Cái thùng này thì có thể thay đổi theo tùy mục đích sử dụng. Có thể làm xe thu gom rác. Cái này thì tải trọng tối đa của nó là khoảng 1 tấn, cho nên là các bác có thể đóng thùng to hơn tùy theo mục đích. Thùng này thì có thể lật được. Đấy. Có thông số xe thì xe thì có thùng rộng 70. Thùng xe là rộng 70 cm, 60 đây. Đây. Chiều ngang thùng 60, chiều dài thùng 96. Còn chiều ngang xe tính theo thân bánh này là 70. Bên này qua bên kia là 70. Cái này là có một video trước em làm xe không thùng này đã làm về các kích thước rồi. Chiều cao thì phù hợp với người đứng lái 1 m. Xe thì có phanh tay, sử dụng tay ga, ổ khóa và đồng hồ báo điện. Rắc cắm sạc này, ổ khóa này. Bên này thì có cơ cấu khóa hãm để chống lật thùng. Thì cái này mình bóp cái tay thắng này vào, và sau đó là hàng có bằng nào thì mình sẽ lật thùng hàng bằng đó. Đấy là cơ cấu mở khóa thùng. Bánh đặc. Cơ cấu bánh đặc sử dụng cầu trục đồng hoàng các bác nhé. Cầu trục vi sai số chậm. Cái này thì đối với người đi bộ thì nó sẽ có 3 số. Số đi bộ rất chậm, số đi bộ bình thường và số đi bộ nhanh. Đi bộ nhanh thì mình bật số nhanh thì mình sẽ đi gần như là rảo bước. Bước nhanh đi theo. Công suất động cơ thì từ 850 đến 1000W. Nói chung là về khoảng 1 tấn là không vấn đề gì hết. Xe vẫn đi tốt. Đấy. Con này thì đi tua chậm, cho nên là với một cái bộ điện khoảng 20A 48V là nó có thể đi được cả ngày. Đây. Đây thì để mở được cái thùng xe ra thì chúng ta chỉ cần bóp cái thắng này và lật. Đây. Đấy. Thì lật toàn bộ thùng hàng thì sẽ như thế này. Đây là tổng thể nó như thế này thôi. Bản lề thì được kết cấu ở rất là gần phần giữa thùng, cho nên là khi chở hàng nặng vẫn có thể lật tay nhẹ nhàng. Và ngoài ra thì còn thiết kế một thanh. Thanh này là thanh kéo dài để lật thùng cho nó dễ. Đây mình lật một tay cũng lật được nhé. Đây. Cái thanh này có thể rút ra rút vào để lật thùng hàng rất là dễ dàng. Đấy, như thế này. Lật thùng hàng rất là dễ. Bánh đặc. Ba bánh đặc. Các bác đi trong công trường thì không phải nghĩ ngợi gì về cái vấn đề về bảo trì. Cái lốp bánh này. Đấy, tải trọng thì 1 tấn cũng được nhé. Không vấn đề gì cả. Đấy, phần toàn bộ phần điện nó sẽ được bao bọc ở trong này. Cho nên là nó chịu được khả năng là mưa gió và thời tiết rất là tốt. Phần ắc quy thì các bác chỉ cần che lại nữa là xong thôi. Phần động cơ thì nước mưa không vì gì, trừ khi ngập chìm hẳn thì mới là vấn đề thôi. Còn nếu như chỉ là nước bắn bình thường thì không sao hết. Đây, đây là tổng thể trên con xe như này. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0983
818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.